Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về loài vẹt. Vẹt là một loài chim thuộc bộ Psittaciformes, họ Psittacidae. Chúng được phân bố rộng rãi trên khắp thế giới, từ các khu rừng nhiệt đới đến các sa mạc khô cằn. Vẹt là một trong những loài chim thông minh nhất, chúng có thể học nói và bắt chước nhiều âm thanh khác đặc nhau. Điểm nhận dạng vẹt có thể được nhận biết bởi một số đặc điểm sau. Kích thước, vẹt có kích thước đa dạng từ những loài nhỏ như vẹt đuôi dài chỉ dài khoảng 10cm đến những loài lớn như vẹt đuôi dài Amazon có thể dài tới 1m. Bộ lông, vẹt có bộ lông sặc sỡ với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm xanh lá cây, đỏ, vàng, cam. Mỏ, mỏ của vẹt rất lớn và khỏe, có hình dạng cong hoặc khoằm. Chân, chân của vẹt có hai ngón hướng về phía trước và hai ngón hướng về phía sau, giúp chúng bám chặt vào cành cây khi leo trèo. Tập tính sinh hoạt vẹt là loài chim sống thành bầy đàn chúng thường di chuyển và tìm kiếm thức ăn cùng nhau. Vẹt ăn trái cây, hạt, hoa và côn trùng. Chúng là loài chim rất thông minh, có thể học nói và bắt chước nhiều âm thanh khác nhau. Phân loại trên thế giới có khoảng 380 loài vẹt, được chia thành 9 họ. Một số loài vẹt phổ biến bao gồm vẹt đuôi dài Amazon, vẹt xám châu Phi vẹt màu vẹt cánh xanh vẹt đuôi dài, vẹt đuôi dài Úc vẹt đuôi dài châu Á vẹt đuôi dài châu Phi. Nhận nuôi vẹt vẹt là loài chim cảnh được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trước khi quyết định nhận nuôi vẹt bạn cần tìm hiểu kỹ về tập tính và nhu cầu của loài chim này vẹt cần được chăm sóc cẩn thận về thức ăn nước uống và môi trường sống bạn cũng cần dành thời gian để chơi đùa và huấn luyện vẹt một số lưu ý khi nuôi vẹt vẹt cần được cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống sạch vẹt cần có một chiếc lồng đủ rộng để chúng có thể bay nhảy vẹt cần được chơi đùa và huấn luyện thường xuyên vẹt cần được chăm sóc sức khỏe định kỳ giá trị của loài vẹt vẹt không chỉ là loài chim cảnh được yêu thích chúng còn có giá trị kinh tế cao vẹt được sử dụng làm thực phẩm làm lông vũ và làm thú cưng